Cái tip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ sĩ. Bộ sĩ nằm phía bên trên, thường thường nằm bên trên và nằm phía tay phải, hoặc là nó có thể nằm phía dưới nữa. Liên quan tới kẻ sĩ, kẻ sĩ ở đây tức là ngày xưa là người là đi học đấy, thành tài gọi là kẻ sĩ đấy. Thế thì tiếp theo thì mình sẽ sử dụng dấu thước để mình viết cho các bạn xem cái bộ sĩ này thì sẽ được viết như thế nào. Nó giống như bộ thổ nhưng mà chỉ khác là nó đổi cái vế, đó là bên trên là ngang dài trước, bên dưới ngang ngắn, còn bộ thổ thì ngược lại, bên trên ngang ngắn, bên dưới ngang dài, cho nên các bạn hay bị nhầm giữa hai cái nét này nhé. Các bạn hay bị nhầm, các bạn viết cho mình một nét ngang dài trước, nét sổ ngắn xuống này, rồi viết cho mình một nét ngang ngắn ở đây, ngang ngắn hơn cái nét ngang dài này là được. Chúng ta tiến hành đo. Đấy, các bạn thấy là nó không lệch được một tẹo nào. Chúng ta nhấn là ngang dài nhá, ôn lại một chút này, ngang dài, nhấn nó mạnh ở hai đầu cho mình này nhá, giật nhẹ ra thế này nhá, sắc nét như này nhá. Đấy, đừng bạn nào mà viết nó tù tù như này, tù tù như này là không được nhá, rất là xấu. Đấy, tiếp theo thì bộ sĩ này có xuất hiện trong một số những cái chữ Hán rất nhiều. Mình ví dụ như là trong chữ Hoan này, các bộ khẩu này, các bộ khẩu được viết thẳng hàng với nhau nha, chấm này, phẩy này, ngang dài này, bộ khẩu tiếp này. Đấy. Đây là trong chữ Hoan nhá. Hay các bạn viết làm sao mà nó dọc kẻ thẳng xuống dưới này, đừng để nó bị lệch mất tâm chữ nha. Rồi, thế thì quay trở lại với cái bộ sĩ này thì các bạn thấy là ở bên trên đây nhá, đây là một bộ thổ này, ví dụ là đây là nét ngang, đây là nét ngang dài đi, à ngang ngắn đi, thì đây là ngang dài như này, thì đây là bộ thổ. Còn bộ sĩ này thì là sẽ làm viết một nét ngang dài trước, sau đó mới là một cái nét ngang ngắn xuống phía dưới như này đấy. Cho nên các bạn đừng để nó bị nhầm giữa hai bộ thổ này nhá. Đây là một trong hai bộ thổ mà hay bị nhầm lẫn nhất trong Hán tự, vì nó khá là giống giống nhau. Nhiều khi thì viết thư pháp thì các bạn chỉ cần viết nó hơi thiếu một chút về nét thôi là nó lại ra một cái bộ nhầm ra hai bộ này. Đấy. Đó là cũng là một cái điểm nhược điểm của chữ Hán, nhưng nó cũng là một cái điều hết sức lưu ý khi mà tượng hình thì các bạn cần phải tả được cho mình nhé.